ý nghĩa bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm nhân thọ là một loại hợp đồng bảo hiểm trong đó doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trả một khoản tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng nếu chẳng may người được bảo hiểm gặp phải các rủi ro liên quan đến sức khỏe thân thể tính mạng với điều kiện bên mua bảo hiểm đóng phí định kỳ đầy đủ theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm mục đích chính của bảo hiểm nhân thọ là bảo vệ con người trước những rủi ro bất ngờ nhưng bên cạnh đó bảo hiểm nhân thọ còn kết hợp yếu tố tiết kiệm và đầu tư cùng tìm hiểu vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ trong cuộc sống để hiểu hơn về sản phẩm này và có quyết định tham gia phù hợp nhất. Vai trò của bảo hiểm nhân thọ đối với bản thân và gia đình. Bảo vệ tài chính của gia đình, tham gia bảo hiểm nhân thọ là cách tốt nhất để dự phòng tài chính của gia đình trước bạn những rủi ro như bệnh tật, tai nạn, tử vong, thực tế cho thấy chi phí khắc phục các rủi ro là một con số không hề nhỏ, đặc biệt các rủi ro liên quan đến bệnh tật tại nạn, phải nằm viện điều trị dài ngày. Khi đó, bảo hiểm nhân thọ sẽ phát huy vai trò của mình, chi trả số tiền bảo hiểm kịp thời giúp người không may mắn và gia đình bù đắp tổn thất và nhanh chóng vượt qua được khó khăn. Tạo dựng quỹ tiết kiệm cho tương lai, nếu khách hàng may mắn không gặp bất cứ rủi ro nào trong thời hạn hợp đồng, sẽ nhận lại quyền lợi đáo hạn. Với khoản tiền nhận được từ quyền lợi này, khách hàng sẽ có một quỹ tích lũy để thực hiện các dự định trong tương lai như cho con đi du học, đầu tư, kinh doanh, chuẩn bị tài chính cho hưu trí an nhàn. Sau những tháng ngày lao động bất bả của tuổi trẻ, khi về già ai cũng mong muốn có những phút giây thư giãn đúng nghĩa bên con cháu mà không vướng bận về các chi phí hàng ngày. Bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp bạn có những ngày áp nghỉ dưỡng an nhàn thông qua việc chi trả một khoản tiền bảo hiểm vào mỗi tháng số tiền này có ý nghĩa rất lớn đối với độ tuổi nghỉ hưu giúp họ tự do về tài chính tâm lý thoải mái mà không còn là gánh nặng của con cháu khi về già anh chị em đăng ký ủng hộ kênh để đón nhận thêm những thông tin hay về bảo hiểm